cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quay lại kênh của gia đình nhỏ Cali của mình nha. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe. Con xin chào cả nhà. Hôm nay đi vô Target để mua tủ sinh đồ. Hôm nay mình dẫn đình đi mua mấy cái đồ dùng ở cả nhà ơi. Hôm nay chủ nhật đông quá trời đông luôn. Ở nhà mấy cái xà bông đồ nãy kia hết rồi. Hôm nay dẫn đình đi mua đồ. Để mình quay cái chỗ này cho các bạn coi nha. Nó bán mấy cái đồ dùng. Cái này Target. Đúng rồi, Target. Hôm nay cuối tuần á cả nhà, cho nên đường đông quá trời nè, đậu xe không có chỗ đậu luôn á. Hai má con đậu xa. Với lại hôm nay lạnh quá trời lạnh luôn. Lạnh quá trời luôn. Trời mưa xong á cả nhà, lạnh dữ lắm. Đây, bây giờ chuẩn bị đi vô trong lấy xe. Wow, đi vô đây ấm quá cả nhà. Ở đây ta mở máy máy hít đó, nóng quá. Yeah. Rồi mình lấy xe đi. Mình lấy xe được không? Rồi quay qua coi nè. Nay Đình Đình dễ thương cả nhà. Cầm cái đơn nữa. Lại đây lấy cái giấy nào Đình Đình. Ê, đây đây đây. Để qua đây. Rồi, ở bên đây là bán mấy quần áo cả nhà. Wow, hôm nay sắp Noel nó trang trí đồ đẹp quá trời luôn. Ở đây là bán mấy bộ đồ bộ ngủ của Noel. Đây là dép để đi cho nó không có lạnh chân. Đó, Đình phái mấy đôi vớ này nè. Đình lấy ha, để má lấy cho. Lấy nào đâu cho má coi coi. Ôi ôi, đẹp quá vậy. Trong có lạnh, ở bên đây có quá trời sai luôn. Ok. Wow, mấy cái quần này ấm lắm rồi Đình. Ở đây bán đồ tắm cả nhà. Giờ này mặc đồ bơi đi bơi. Đó, Đình tới chỗ kẹo của Đình nữa rồi nè. Đây là bán gum nè, mua một hộp đi. Mua hộp gì? Có là strawberry. Thôi. Chocolate. Cái này là watermelon. Cái này là gì? Thôi. Nên normal không? Hả? Normal hả? Bình thường thôi. Cái đó hả? Ừ rồi ok. Đó, Đình Đình được mấy món rồi. Được hai cái ly tên hai mắt con. Đó, Đình Đình nè, tên Đình Đình nè. Rồi tên má nè. Đâu Đình Đình lấy cái nào nè. Đình Đình lấy cái bàn chải nào nè, có bàn chải này bằng pin đây Đình ha. Cái đó được. Cái này nè. Rồi được cái bàn chải. Đình lấy cái này để lớn rồi. Đình lớn rồi hả? Xài lấy đó hả? Cái này được nè. Rồi ok. Cái lại phải lấy cái này. Xúc miệng hả? Phải xúc miệng đẹp cho cái mùi. Mùi gì? Ở đâu nói gì? Cái đó phải không? Xúc miệng phải không? Ok, bỏ lên. Đình Đình lại đây. Ở đây là bán mấy cái đồ mà giống như nhỏ xíu để mình đi du lịch đó cả nhà. Ok, thôi một cái thôi. Mình đi chơi có mấy ngày hả Đình? Nè, bây giờ mình đi mua kiếm mấy cái này nhỏ nhỏ này cả nhà. Tiện lắm. Để mình đi chơi được vài ngày á. Xà bông, sữa tắm, rồi kem đánh răng. Nè, kem đánh răng nè. Nó nhỏ xíu. Nhỏ xíu vậy đó. Đó, mấy cái này là để đựng mấy cái bàn chải nè cả nhà. Mua cái liền. Có rõ quá. Cái gì? Mua sữa tắm nè, mua sữa tắm đi. Cái này là lotion. Trong đó nó có lotion. Lấy cái này một cái lotion. Để mình xài rồi lấy một lotion cái. Lotion của Đình. Vậy lấy lotion lấy hai cái đi Đình Đình. đó lotion đó. Cái này đúng rồi. Butter. Đó, Đình Đình tới hàng bánh của Đình Đình rồi nè cả nhà. Bán mấy bánh bánh này ngọt lắm cả nhà ơi, mấy cái cookie. Đó,
ơi, cái bánh này nè, đủ màu sắc luôn. Định mua nào, ngọt lắm luôn á. Tôi thích ngọt, Đình Đình thích ăn mấy bánh này nè. Đình Đình, má thấy cô thích ăn mấy bánh này nè phải không? Vậy sao không lấy đi? Thôi lấy gì? Vậy nè, bánh bên kia không có dính hả? Vậy lấy một cái đi. Cái này mà cái này vậy lấy cái đó đi. Ở đây là hàng trái cây cả nhà, với lại bánh mì. Quá trời lạnh luôn, quá trời trái cây luôn. Hả? Đó, nãy giờ là đi lựa lựa đủ thứ hết trơn. Mấy cái này là mấy cái để mình đi chơi xa vài ngày cả nhà. Mấy cái xà bông, sữa tắm, đồ kem đánh răng, đồ đủ thứ hết. Đi Đình ơi, đi qua đây nè Đình. À, bán chuối. Nhà còn chuối không Đình? Không. Ở đây nó bán lần chút xíu vậy cả nhà. Mà này ăn mua nhiều quá để lâu nó bị đen cả nhà ơi. Đó, nho nè. Nho bơm quá, nho bự quá trời bự luôn. Này trái cây cắt sẵn. Lạnh không? Đó, ở đây là mấy cái tủ để bán mấy cái đồ mà mình mua về để mình bỏ vô lò nướng này kia ăn đó cả nhà. Đây bán kem. Đình Đình, cái xe mình đâu Đình Đình? Đình đi quên xe luôn. Đòi đâu rồi, không biết kiếm cái xe được không nữa. Nhanh kè, nhanh na, nhanh na, nhanh na. Ồ, ở đây bán kem cả nhà ơi. Đủ loại kem hết luôn á. Ở bên đây là bán mấy cái đồ mà nó làm đồ, nó làm chín rồi cả nhà. Mình về mình để vô hâm thôi, ăn cho nó tiện lại cả nhà. Ở đây là bán các loại bí xà luôn cả nhà. Cái nào cái này bự 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 luôn. Ở đây thì nhỏ nhỏ vậy nè. Đó, này mua về để nướng cho Đình ăn. Mãi nhà con không Đình? Có. Hả? Có. Con má. Đó, toàn bộ là bí xà không. Cái gì đó? Cái gì đó? Cái này ở trong bảng có quá trời. Rồi để xe đi Đình. Cái này có con, cái này có em. Lên để xe qua đây nè con. Quá trời lớn cả nhà. Cái này cũng giống như là chợ Mỹ cả nhà ơi. Đây là mấy cái burger chín hết rồi, mấy này là chín hết rồi. Cái này bánh. French fries. Này mấy cái này là khoai tây chiên cả nhà. Cái này mua về mình bỏ vô lò chiên không dầu á, ngon lắm. Chiên ăn. Đủ loại đồ ăn luôn. Ở bên này sữa mà bán bình bình bự vậy nè cả nhà. Giờ Đình hết sữa rồi, mua sữa cho Đình uống. Đình Đình lấy bình đi con. Lấy ngoài đây nè. Bình sữa bự quá trời luôn cả nhà. Nổi không đó? Nổi sao không nổi? Vậy là cầm một cái tay luôn. Ghê ta, mạnh dữ ha. Rồi để xe Đình. Mua đồ xong hết chưa ta? Còn mua gì nữa không? Phải đủ hết rồi. Ờ à, đúng rồi, còn thiếu một món nữa. Rồi Đình Đình nhớ luôn. Mình đi á, mình dặn Đình Đình á là hả má phải mua cái đó, Đình Đình nhớ hết luôn. Đình Đình đi vô đây Đình Đình nhắc mình á là thiếu cái gì. Đi tới đây mua nước trái cây cho Đình uống cả nhà ơi. Mua để bỏ vô tủ lạnh á cho Đình uống. Đây bán nước. Đủ các loại nước luôn. Ở đây là mấy cái nước ép táo, nước ép nho, đủ loại.
Nè Đình, 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 cái loại nào của con hay uống đâu Đình? Lấy đi. Uống gì hả? Nào lấy nào. Nè mấy cái bình ở dưới kìa. Thôi mua uống nước ép táo đi Đình Đình. Apple juice đi. Apple juice. Yes. Rồi, ở đây nó nước ngọt cả nhà. Không có trời tròn thì không có đẩy nổi luôn. Ờ, để má đẩy cho. Và cái nước ngọt nào mà hồi nãy rồi thôi lấy cái 7 up được rồi. Rồi thôi ha. Em lấy cho, để em lấy cho. Mua xong rồi cả nhà ơi, bây giờ đi ra tính tiền đi về thôi cả nhà ơi. À, cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của gia đình nhỏ Kali của mình nha. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Cả nhà nhớ coi clip, nhớ ủng hộ, share, subscribe. Thank you. Con bye.